Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thanh Tâm Family. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mochi sô-cô-la cuộn mè. Bánh rất là mềm dẻo và thơm ngon. Với cái cách làm này chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì có thể cùng mình làm nha. Và video của mình chia sẻ các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ mình. Thì ngày mới mình cũng không quên chúc cho các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng xem nha. Thì mình đi sơ qua cái phần nguyên liệu cần chuẩn bị là 130g bột nếp. Đường thì mình sử dụng 80g, nửa muỗng cà phê muối và 30g bột mì đa dụng. Mè thì mình sử dụng là 40g mè trắng. Và đây là nước cốt dừa nha các bạn. Mình sử dụng là 180g. Còn bên đây là sữa tươi không đường, sử dụng là 30ml. Và đây là sô-cô-la 20g. Đầu tiên là mình cho vào cái thao là 130g bột nếp. Nếu các bạn không có sô-cô-la giống mình thì các bạn có thể thay thế bằng bột cacao hoặc là bột Milo vẫn được nha các bạn. Đây là 30g bột mì đa dụng. Bánh này ăn rất là thơm, ngon, có cái độ mềm dẻo, ăn rất là thích. Mình làm cho gia đình ăn, sẵn chia sẻ cho các bạn xem cho vui nha. Và nửa muỗng cà phê muối mình cho vào cái thao bột, mình trộn đều. Rồi từ từ mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào nha các bạn. Nếu các bạn không có nước cốt dừa thì mình có thể sử dụng là sữa tươi không đường. Trộn đều lên nha các bạn. Tiếp tục cho vào đây là đường, sử dụng là 80g đường. Rồi mình sẽ trộn cho tan đường, tan bột hết luôn nha, để cho đường và bột được hòa quyện vào nhau. Thì bánh mochi này có rất là nhiều cái cách làm. Hôm nay mình làm là cách làm này là mình cuộn lại nha các bạn. Cuộn với mè ăn rất là thơm. Đó, các bạn cứ trộn đều. Và mình cho vào đây là hương vani. Mình còn có xíu hương vani thôi các bạn, mình cho vào luôn hết luôn nha. Nếu các bạn có vani dạng ống thì các bạn có thể cho vào vẫn được. Khi mà trộn đều hết, các bạn thấy bột của mình chưa có được mịn thì bạn có thể gây qua cái rây ha, để cho bột của mình được cái dòng chảy mịn màng hơn. Còn nếu mà bột của mình đã mịn rồi thì thôi ha các bạn, mình khỏi phải lược lại. Thì bột và đường đã tan và được cái dòng chảy mịn như thế này, mình chia ra làm hai phần nha các bạn. Để mình làm cái phần màu sô-cô-la. Bây giờ quay trở lại với cái phần sô-cô-la thì 30ml sữa tươi không đường mình sẽ đun nóng để mình quậy tan cái phần sô-cô-la này. Các bạn phải đun nóng thì sô-cô-la này mới tan chảy được. Thì mình cho vào cái tô bột và mình sẽ trộn đều để cho bột và sô-cô-la được hòa quyện vào nhau nha các bạn. Về cái phần khuôn á các bạn, mình lấy cái khuôn này có bán kính là 20-20. Nếu các bạn có cái khuôn mà bán kính 20-16 hoặc 20-18 vẫn được nha. Nhà mình có khuôn gì thì mình sử dụng khuôn đó. Cái khuôn của mình là 20-20 nha các bạn. Mình sẽ thoa một lớp mỏng dầu ăn. Để một lát nữa mình hấp bánh thì bánh của mình chín thì dễ dàng lấy ra nha. Khi nồi nước của mình thật là sôi thì mình sẽ cho khuôn vào. Tiếp tục là mình cho cái phần bột màu trắng vào trước nha các bạn. Đó, mình đổ cái phần bột màu trắng vào. Mình đổ chán đều khuôn luôn. Và mình hấp ở lửa lớn trong vòng là 8 phút để cho cái lớp bột màu trắng này được chín.
và tránh cái tình trạng bánh của mình bị xuống cái hơi nước, thì mình nên đậy ở trên cái miệng nồi một cái lớp khăn hoặc là một tấm vải như thế này nha. Sau thời gian 8 phút mình dở xem bánh của mình đã chín chưa nha các bạn. Thì để biết cái lớp bánh của mình chín hay chưa, mình dùng chiếc đũa nè các bạn. Đó, mình gõ vào cái lớp bánh của mình như vậy là được rồi. Tiếp tục mình sẽ cho vào là cái lớp sô-cô-la. Mình sẽ chán đều khuôn nha các bạn. Cái màu sô-cô-la của mình chưa có được đậm lắm. Một lát mình sẽ rắc lên một xíu cái sô-cô-la nữa cho được thơm ngon hơn. Đó, mình nghiêng khuôn để cho cái lớp sô-cô-la chảy đều ra. Và tiếp tục mình đậy nắp lại, mình hấp thêm 8 phút nữa nha các bạn. Sau thời gian 8 phút mình dở ra nè. Các bạn xem bánh của mình không được mịn là lý do mình cho thêm một xíu sô-cô-la hạt nữa nha. Nên các bạn xem có những cái lốm đốm đen đó. Rồi để thử bánh, coi bánh của mình chín chưa, mình dùng que tăm này mình xiên vào bánh. Bánh không dính vào tăm là bánh đã chín. Vậy là bánh của mình đã chín rồi, thì mình tắt bếp và lấy bánh ra để nguội. Sau đó là mình sẽ cuộn lại. Cho một cái chảo lên bếp và mở lửa thiệt là nhỏ. Tiếp tục là mình cho 40g mè vào và đảo đều với lửa nhỏ đến khi mè của mình vàng đều là được, tầm 4 đến 5 phút. Thì mè lúc này bắt đầu vàng đều thì mình tắt bếp. Và mình cũng lắc đều luôn, tại vì cái chảo của mình lúc này còn cái độ nóng đó các bạn. Nên là mình phải lắc đều để cho mè được vàng đều nha. Thì bánh lúc này cũng còn hơi ấm ấm nha các bạn. Mình sẽ cuộn ở trong cái khuôn này luôn. Nếu các bạn lấy ra khỏi khuôn các bạn cuộn thì vẫn được nha, tùy theo sở thích của mình. Đó, mình cứ từ từ mình cuộn nha các bạn. Vì còn ấm nóng nên chưa có chốc ra nhanh như là các bạn để cho cái bánh của mình nguội hẳn ấy, thì các bạn dễ gỡ ra lắm. Cái khuôn này của mình hôm nay khó gỡ nè, nên mình cuộn ở trong cái khuôn này luôn. Thì mình cứ vừa gỡ rồi vừa cuộn chặt lại nha các bạn. Vì đây là cái khuôn mới nữa nè các bạn. Với một phần nữa là bánh của mình còn ấm nóng, khi mà bánh nguội thì sẽ dễ dàng lấy ra hơn. Đó, nên mình cuộn ở trong cái khuôn này luôn. Cuối cùng là mình đã cuộn xong một cuộn mochi rồi đó các bạn. Mình sẽ cho mè lên ha. Mè lúc nãy mình đã rang vàng đó. Và lúc này mình sẽ lăn đều mè để cho cái cuộn mochi của mình được áo mè đều nha. Khi mà bánh nguội hơn một xíu nữa thì bánh sẽ dẻo rất là ngon. Lúc này bánh của mình còn hơi ấm nóng thì các bạn nhìn cái độ dẻo, nhưng mà dẻo rất là mềm. Khi bánh nguội hoàn toàn luôn thì các bạn sẽ thấy là bánh của mình rất là dẻo. Nếu các bạn muốn ăn cái độ dẻo cứng hơn, mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Còn không thì mình cứ để ở ngoài nhiệt độ bình thường. Đó. Cho khi nào bánh của mình nguội hẳn hoàn toàn luôn thì bánh sẽ dẻo lại rất là ngon. Rồi như vậy là mình đã cuộn xong rồi đó các bạn. Mình áo hết mè vào cái cuộn mochi rồi ha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Thì mình làm cũng không có được khéo tay lắm nha các bạn. Đó, lúc này mình sẽ dùng con dao này mình cắt cái cuộn mochi ra. Đây các bạn xem nè. Nếu các bạn khéo tay thì các bạn làm cái cuộn mochi sẽ đẹp hơn của mình. Vì mình gấp nên là bánh của mình còn ấm nóng đó các bạn, chưa có định hình được cái bánh nó mềm dẻo ha. Nếu mà các bạn để cho nguội thiệt là nguội luôn thì bánh của mình sẽ định hình và cuộn tròn hơn. Đây nè các bạn xem cái độ dẻo của bánh nha, rất là mềm. Khi mà nguội hoàn toàn thì bánh còn dẻo nữa. Đây mình mời các bạn nha, ăn xem món bánh này của mình như thế nào. Lúc này còn ấm nóng nhưng mà cái độ ngọt rất là vừa ăn luôn các bạn. Và cái độ mềm dẻo của bánh rất là ngon. Thì với cái cách làm này của mình thì mình làm như thế nào chia sẻ thế đấy cho các bạn cùng xem cho vui nha. Và tiếp tục mình sẽ cắt cho hết cái cuộn mochi này nha các bạn.
thì bánh mochi mình cũng đã cắt ra dĩa như thế này nè các bạn, rất là hấp dẫn. Thì bánh có cái vị ngọt vừa ăn, sô-cô-la hòa quyện rất là thơm, cùng với một lớp mè ở bên ngoài thì rất là đặc biệt. Đây là món tráng miệng rất là tuyệt vời mình dành cho gia đình, chia sẻ cách làm đến cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì có thể cùng mình làm nha. Và xem video của mình cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình cũng tạm dừng video tại đây nha. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn.